Chào mọi người, quay lại kênh Máy Khoan Cũ của mình nhé. Mọi người vào xem video thì hello, hello, comment, chấm phẩy đôi gì đó chào nhau tiếng nha mọi người, thông báo là ai đang xem thôi nha mọi người đó. Rồi rất là cảm ơn những cái like và đăng ký cũng như comment cảm xúc của mọi người, giúp kênh ngày một phát triển nha mọi người. Đây, hôm nay thì mình có một số máy như thế này đây. Đó, dài dòng là sự nó lớn nha. Đầu tiên thì mình còn một con máy mai 914.4 này. Đây, con này thân máy vẫn có vỏ pin nha mọi người. Vỏ pin thì chắc mọi người đây rồi. Mình cho mọi người xem ngoài hình này. Đó. Mọi người muốn lấy thêm vỏ pin thì 100 ngàn nha mọi người. Chà, để thử nó nhá. Đã một tấc nha mọi người. Có vỏ pin này. Pin yếu rồi. Còn còn một vài chà. Có vào pin nhá. Rồi, con này số 1, thân máy kiểm tra. Thử viết đây này. Số 1, thân máy 900. Hai ở đây mình có một con này là khoan Panasonic EZ7442. Con này là 4 chổi than nha mọi người. Chổi than nó là 4 chổi than, rất là mạnh. Cái dòng này 7442 này rất là mạnh nha mọi người. 4 chổi than luôn nhá. Đầu kẹp 13 ly auto đó. Máy thì con rất là đẹp. Con này là nhà máy sản xuất Trung Quốc. Đó, rồi mình sẽ thử coi. Chiều dốc thẳng ok, đảo chiều ok, đầu kẹp 13 ly ngon đó, đầu nhẹ nha mọi người, được chưa? 4 tháng nha, đây này đó. Rồi con này là con số 2, thân máy 700, 7442, 4 tháng. 2, thân máy 700, 14.4 vốn nha mọi người. Tiếp, mình quay cho hình mấy con banana luôn nhá. Ở đây có con này là 7544, 7544 này là bằng vịt có chổi than. Con này có hai chế độ nhấn chậm nha mọi người. Có hai chế độ nhấn chậm. Con này thì sản xuất ở Nhật luôn. Cái tem ở đây nó bị mờ rồi. Nhưng mà nó còn chữ Made in Japan ở đây này. Đó. Con này thì có đèn ở đây, hai chế độ nhấn chậm ở đây. Đầu này thì hơi rơ. Ở chung cũng ngắn thua. Mọi người thích thì để về sai, không thì đóng bạc lại tùy mọi người, nhưng mà mình thấy vẫn ok à. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, đây sáng này, đây là chế độ chậm nha mọi người, chuyển qua chế độ nhanh này đó, máy rất là êm nha. Đó, nhìn cái đầu con mới này, nền thui này, rất là mới nhá. Rồi, con này thân máy 500, số 3. Số 3, thân máy 500. Được chưa, bàn vít Pana EZ7544. 500 thân máy. Tiếp con này. Con này là
Panasonic EZ74A1 con này là vừa 14V và vừa 18V đều dùng được nha mọi người. Cái đầu này này, đầu này thì nó trước đây là nó dùng cái đầu như thế này này, nhưng mà đợt đó con này mình có sử dụng rồi, con này thì mình đang dùng nên mình thay loại cái loại đầu này nó xịn hơn này. Cỡ là đầu này á thì mọi người thấy nó khít không, khít hơn cái mũi này nhiều. Mũi này dùng từ 1.5 cho tới 13, mũi này thì mình thấy là 0.5 nó cũng dùng được nha mọi người, rất là khít. Cái đầu này xịn hơn, mình đang dùng cái con này mà giờ có con khác thế rồi thì mình lấy con này mình bán. Đưa tóc thẳng ok, đảo chiều ok nhá. Đó này mọi người xem đâu này, đó đâu 13 giây auto lock được chưa. Đó chế độ nhanh để chế độ chậm này, đây này đó. Mình thấy thay cái đầu này vào nó đẹp hơn à, với cái đầu này thì đầu này xinh hơn, cái đầu này xinh hơn nha mọi người. Bài 4A1 vừa 14V 18V, con này thì nhà máy sản xuất Trung Quốc, xuất thị trường nội địa Nhật. Đấy chứ, máy rất là êm nha, đó nghe tiếng máy không. Đó, đầu vào tôi không? Chuẩn ứng nhá. Được chưa? Rồi, con này thân máy 700, vừa chạy 14 vừa chạy 18 nha mọi người. Con số 4, thân máy 700. Đợt là mình thấy cái đầu này vào vì lúc đó mình sai cân sai những cái mũi nhỏ nên sai thấy cái đầu này vào để mình sai những cái mũi nhỏ đầu tiên, với cái đầu đó thì nó xinh hơn. Rồi con này Panasonic EZ7548 7542 thì là nó cũng là multi nhưng mà chế độ khoan thì nó không có nhanh chậm, còn con này 7548 thì nó có chế độ nhanh chậm nữa. Đó có nghĩa là 3 cấp chỉnh được chưa? Phải thử mọi người xem này, đây là chế độ bật vít có búa này, đều tóc thẳng ok, đảo chiều ok, đen sáng. Đó khi mình quay thì mọi người tránh thủ xem màn hình nữa nhá. Còn đây là chế độ bật vít có trượt và cũng có thể khoan được, dùng cho những cái mũi khoan đa năng á. Đó đây chế độ châm này, nhanh này. Đó được chưa? Khi mình quay thì mọi người tranh thủ xem ngoài hình luôn nha mọi người. Đó. Đầu. Hơi nhích một xíu thôi chân rồi. Ok. Rồi. Con này là con số 1 2 3 4 5. Số 5, thân máy con này 78 nha mọi người. 5 thân máy 700. Được chưa? Rồi, hết mấy ba Pana 14 rồi. Qua là tí 12. Là tí 12 thì có 1 2 3 4 4 con. Sắp cửa đây này. Rồi để mình lấy kia dây kẹp ấy. Ở đây mình có một con cưa Nati 12V EZ3500. Con này thì mọi người muốn gắn lưỡi cắt sắt cũng được, mà gắn lưỡi cắt gỗ cũng được. Con này lưỡi của nó 1:1. Hiện tại thì mình không có lưỡi, bình thường có lưỡi thì con này mình bán 500, không có lưỡi mình bán 400. Con này có thể nâng hạ bàn được nha mọi người, nâng hạ bàn được chưa. Đó
Ban thì ban này con rất là chuẩn nhá mọi người. Này. Ban chuẩn nhá. Nati. 3500. Con này gắn lưỡi cắt sắt thì cắt sắt, gắn lưỡi cắt gỗ, túa con này túa dòng túa, cắt sắt cắt gỗ gì cũng được hết. Đó, máy êm nha mọi người. Nó bị tuột cái dây này. Chưa, thân máy vỏ pin 400. Này số 6. 6 thân máy vỏ pin 400 nha mọi người. Là tí nữa. Đây. Con này là EZ7202. Đầu thì cứng, đẹp. Được chưa? Đầu đẹp cứng. 7202. 7202 này có 16 cấp chỉ được ở đấy nha mọi người. 16 cấp chỉ được ở đây. Đây. Con này thì ai chơi là tí thì biết con này rồi. Điều tốc thẳng này, đảo chiều này, đèn sáng này, được chưa? 16 cấp chỉ được ở đây này. 16 này. Đó, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đó, thấy không? Chuyển qua đây là full. Rồi, P1, 2. Con có 3 chế độ gì ở đấy rồi này. Và cái đèn này đèn ngắt này. Được chưa? Con này có nhiều chức năng lắm, mọi người chịu khó tìm hiểu con này, rất là hay. Nó là con này có chỗ than chứ không phải không chỗ than đấy nha mọi người, nhưng mà nó có kỳ tư để điều khiển ở phía sau này. Rất là hay, kết hợp giữa than với tư. Thân máy vỏ pin 700. Số 7. Thân máy vỏ pin 700. Nati à đây. Con này. Ủa, cục pin con chạy kẻ. Mình bán vỏ pin thôi nhá. Panasonic EZ115B. Đó, con này thì rất là đẹp rồi. Đó. Tém chỉ bị xước nhà đấy thôi. Con này là đẹp này. Được chưa? Này mọi người nhìn motor ở trong đây con trắng trắng đẹp luôn này. Khó thấy nhỉ. Nhưng ở ngoài nhìn thấy chứ ở trong video khó thấy. Nó có đèn ở đây. Mình test thử cho mọi người xem. Đến vỏ pin của nó. Điều tốc này. Thẳng này. Đảo chiều này. Thẳng này, được chưa? Rồi, nhanh chậm. Ok. Đầu 10 ly. Đầu rất là chuẩn. Đây, sáng đẹp. Đầu chuẩn, được chưa? Rồi, con này thân máy vỏ pin 500. Số 8, thân máy vỏ pin 500. Năm không không. Chưa. Rồi, con này sẽ chỉnh này. Con này là 9.6, không phải 12V, nhưng về mọi người đóng 12V sai bình thường. 9.6 pin như kén thì sai 12V pin ống bình thường nha mọi người. 6.482 made in Japan. 9.6 máy thì rất là đẹp, như mới. Đó, mình quay ngoài hình cho mọi người xem. Những con đẹp như thế này thì thường mới bán 5-600. 600 cũng khó. Vì cục pin này á, cục pin này 9.6 như kén còn cầm nữa. Nhưng mà mình báo cầm thôi, nhưng mà cục này thì pin này thì mình nói trước là rất là cầm. Tại vì là hình như là 2 tháng rồi chưa sạc mà vẫn chạy. Hiện tại bây giờ mình chưa sạc này. Này số xếp đầy đủ hết cho mọi người. Chưa. Đây. Con này chỉ bị một kiểu đầu á, là kiểu đầu kẹp á. Kiểu đầu kẹp thì có một
một chân nóng người, mọi người thấy không, một chân nóng con bị kẹt ở trong đây này, nó vẫn xoay như có một chân nóng người. Thì về mọi người mở cái đầu kẹp ra đẩy nó lên thôi, hoặc là không thích á thì thay là cái đầu 10 khác, đơn giản. Ủa này mới thẳng, có thẳng mới dướng có thẳng đó. Điều tóc ok. Ủa đào chiêu này có thẳng mới dướng có thẳng đó, chắc bây giờ không tắt đâu. À có thẳng đấy. Đây à, có đấy. Đó có thẳng đấy. Khi con tắt nó bị dở đấy nhau ấy. Rồi hiểu pin nữa này, hiểu quả đó miếng xa. Thì bê bò người tự mở và đã vệ sinh. Con này thì mình chưa vệ sinh. Thân máy vỏ pin số 9, thân máy vỏ pin 400. Con này rất là đẹp nha mọi người. Cái đầu này thì bê mọi người mở ra đẩy kia chấn ở đây, còn không thì mọi người thấy đâu khác tùy mọi người. Đó, chạy 9 à, 10 cái này đây. Con này hôm nay có con buộc kèm, buộc kèm nha mọi người, mắc made in Japan. Con này 9.6 khi vỏ pin của nó có báo pin nữa. 9.6 thì về mọi người đóng 12V đi ống sai thôi nha mọi người. Đó buộc kèm. Đây con cuộn kèm của nó này. Cuộn kèm này thì khá là đắt tiền á. Từ hôm rồi mới về được con buộc kèm này. Đó. Đúng là dấu còn phương mới về con buộc kèm này đây. Vỏ pin cũng ngon rồi. Dương dưới âm trên, con này thì mình chưa vệ sinh, nhưng mà hồi mới về thì mình có thử, hình như có chạy thôi vậy. Nên mình thử lại coi. Đây dương dưới âm trên này, được chưa? On này, bật này. Được chưa? Thử coi. Ok nha mọi người. Cái này là do mình chỉnh ở đây này, mình chỉnh cái độ to quá này, chỉnh nhỏ lại này, chỉnh số 1 đấy. Đó buộc ok nha mọi người. Đây là có cái chỉnh ở đây. Ồ bị rối kèm đó, đang bị rối kèm ở đây này. Tắt máy đi. Đang bị rối kèm ở đây mọi người này. Về mọi người cuộn lại kèm thôi nhá. Rồi bị rối kèm rồi. Đó, về mọi người mở ra cuộn cuộn lại kèm thôi. Kèm thì dùng hết thì phải cuộn lại kèm khác thôi nhá mọi người. Cái đó mở ra để kèm cũng đơn giản lắm. Đó. À gì đây nhỉ? Thế này. Đấy. Thế này nhấc kèm, nhấc cuộn kèm ra cuộn này thôi. Được chưa? Kéo cái ở đây này. Đó, nhấc kèm ra. Được chưa? Kèm đang bị rối nha mọi người. Về cuộn này kèm thôi. Con này thì vừa sẽ rất là hot này. Nhiều người ghi con này rồi đó. Con này con số 10. Thân máy vỏ pin 1 triệu nha mọi người. 10 thân máy vỏ pin 1 triệu. À con cái gì nhỉ? Rồi giờ chuyển qua Hitachi đi. Hitachi thì có mấy ban ở đây, 1 2 3 4. Có một bạc cực kiếm này, là bạc cực kiếm này có chơi rưỡi này. Đây đầu tiên là con này bàn vít
Hitachi 14.4V, thân máy vỏ pin. Được chưa? Mình quay từ từ cho mọi người xem nhé. Để từ từ cho mọi người xem ngoại hình nha mọi người. Đó, mã của nó này. WH14DKL. Được chưa? Con này có chỗ than nha mọi người. Đó vỏ pin, con này là thân pin của mình này. Mọi người xem mấy cái nút bấm này. Bấm nhiều quá nó bị rụng cái tem rồi. Nhưng mà nút thì bình thường nhá, bảo pin này. Đây. Đầu không rớ nha mọi người. Đầu còn rất là mới này. Được chưa? Điều tốc thẳng, đảo chiều. Ok. Rồi, con này là con số 11, thân máy vỏ pin 800. Có chỗ than nha mọi người. 11, thân máy vỏ pin 800. Tiếp con này. Con này thì cũng giống con đó, mã y chang luôn nha mọi người. Cùng vậy này. Đâu không rớ nhá. Để vỏ pin của nó này. Rồi bỏ pin ra. Đây là cục pin của mình. Đó, mình quay kỹ ngoài hình cho mọi người xem nhá. Có chổi than nhá. WH14DKL được chưa? Đèn sáng này, được chưa? Bảo pin này. Ok chưa? Điều tốc thẳng, đảo chiều. Ok. Rồi. Này, con này đâu cũng con mới này. Một người số người kia là mình sớm này mà mình cũng chẳng rảnh đi sớm về cái này à. Đó, con này thân máy vỏ pin 750 12. Thân máy vỏ pin 750. Rồi 13. 13 là con này. Con này mình cũng không biết dòng gì nữa. Con này là motor than trong, không phải than ngoài đâu. Đầu. Đầu cứng ngắc, không rớt. À, hơi nhích một xíu. Đầu hơi nhích một xíu thôi nha mọi người. Ủa, không có thẳng. Điều tốc này. Đây này, điều tốc này. Ok, nhưng mà không có thẳng. Về mọi người kiểm tra rồi công tắc thì coi. Con này mình bán thân máy 350 đi. Con này không có bỏ pin. 13. 350 nha. Thân máy. Rồi, 14. 14 ở đây mình có một con máy thổi Hitachi 18V, có ống nghiệp đó đầy đủ này. Con này thì đẹp. Thổi Hitachi 18V. 15.000 vòng 1 phút, 2.3 khối. Đó, 15.000 vòng 1 phút, 2.3 khối trên phút. 18V. Hitachi. Ống nghiệp đó đầy đủ. Cái này thì rất là mạnh. Con này rất là mạnh nha mọi người. Điều tốc này. Thổi bãi cái máy luôn đấy. Được chưa? À, có sợi dây đéo khá là đẹp này, mới chưa? Còn đây là con số 14, thân máy 600 nha mọi người. Hitachi 18V.
14 thân máy 600. Rồi, tiếp. Ở đây có một con cưa kiếm. Cưa kiếm này, cưa kiếm mà mọi người xem cái hiệu của nó giống mình đấy. Đó. Đó. Còn đây pin là pin tam giác. Tam giác này là 10V8 với 12V đấy nha mọi người. Mình còn đánh dấu âm dương đấy cho mọi người này. Đó, pin là pin tam giác. Đây nó có sẵn cái lưỡi cưa của nó đấy này. Nhưng mà cái này không phải kẹt đâu, cái này mở ra được bình thường nha mọi người. Đó, ốc lục giác mở ra bình thường này. Được chưa? Rồi, để thử cho mọi người xem. Âm dưới, dương trên. Cửa kiếm nhá. Để cái chỗ an toàn này. À đây đây, chưa cầm vô. Đó, rất là mạnh nha mọi người. Rất là mạnh, con này mà cắt củi đâu, cắt củi cắt canh nó thì siêu đã rồi. Con này thân máy, bính có vỏ bính. Cái này thì về mọi người dễ, thích thì đóng ba về xe vô đây cũng được. Không thì mọi người cắt ở đây, làm cái chân pin Makita 14 vô đây cũng được. Để 14V chạy cũng được. Tùy mọi người chế thôi. Lửa này cũng ngon này. Lửa 20. Nó 20 hơn 20 á. Boss luôn kìa. Nó có ghi chữ boss ở trước này. Được chưa? Khi mình gửi cho mọi người thì mình sẽ tháo cái lưỡi này ra bỏ cho nó có đỡ dai, cho đỡ tốn tiền đồ đỡ công đồ đóng gói nha mọi người. Rồi, 15. À, cái này là 400 đấy. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Tại đây hết rồi.